Hello mọi người, hôm nay em sẽ cho mọi người xem có những giỏ lan đẹp nhất tại vườn nhà em để mọi người thưởng thức ạ. Đầu tiên đây các bác là đen dâu đỏ, những giỏ lan đẹp nhất của nhà em nhé các bác nhé. Đen dâu đỏ các bác ơi, đấy một mặt hoa thì vô cùng đẹp. Em sẽ lên nhanh một tí nha các bác nhé, sau này em sẽ vào bán hàng cho các bác. Tiếp theo là đen dâu trắng ruby, đấy trắng tuyền nhé các bác nhé. Đen dâu trắng ruby đấy, đẹp chưa các bác. Còn đây là đùi gà hồng, đấy đùi gà hồng các bác nhá, lưỡi của nó hơi hồng hồng, cánh trắng nhá các bác nhá. Đấy loại hoa thì này thì nó rất là hiếm, đếm trên đầu ngón tay nó rất là hiếm luôn các bác nhá. Đấy em cho các bác xem một loạt mặt hoa đây. Còn đây này đen dâu năm cánh trắng hồng đỏ này các bác này, đấy toàn là hoa đẹp nhá các bác nhá. Tiếp theo đến đùi gà không họng. Đây đùi gà không họng đấy các bác ơi. Như làng kiều thướt tha các bác nhá. Cánh của nó mỏng mà hoa của nó thơm. Đấy đùi gà không họng. Đùi gà không họng các bác nhá. Toàn hoa đẹp thôi. Tiếp đến em cho các bác xem đùi gà tròn Lai Châu. Đây. Đa dạng mặt hoa nhá các bác. Riêng đùi gà là tròn Lai Châu thì nó mặt hoa của nó rất nhiều mặt hoa khác nhau. Các bác có thể chơi một vài loại, có thể chơi mua một vài giò luôn, vì mỗi giò nó một mặt hoa khác nhau. Đấy, đây là chơi đùi gà nó rất là tuyệt vời các bạn. Em cho các bác xem tiếp. Hoàng thảo kèn. Đấy, hoa là rực rỡ. Hoàng thảo kèn đấy các bác nhá. Đấy, lại một giò đùi gà nữa các bác. Đấy, mặt hoa nó khác nhau chưa? Nó rất chi là khác nhau nhé các bác nhá. Còn giỏ này thì nó là đùi gà năm cánh trắng hồng bã trầu, rất tiếc là nó chưa có lụ. Nếu hôm nay nó có lụ thì chắc chắn là nó sẽ chiếm số 1 hoặc số 2. Đấy, riêng đùi gà năm cánh trắng hồng bã trầu các bác nhá. Đấy. Rồi, và không để các bác đợi chờ lâu, em xin phép vào bán hàng nhé. Chia sẻ những cái giỏ lan có tại vườn. Các bác nào mà đam mê giỏ nào thì có thể mua những cái số em báo trên này ạ. Đầu tiên nên các bác là những cái giỏ đen dô 5 cánh trắng nhá. Mã số 7 180.000 đồng. Đấy, 5 cánh trắng này. Cái này nó có hoa rồi và cũng còn lụ và đang lên mầm gốc, các bác có thể sưu tầm được. Vì cái giống này nhá, mua nó rất chi là đắt rồi. Lúc mua giống nó 120.000 đồng một cốc petit. Nên là cái giống này nó rất là đắt, các bác mua tìm trên thị trường thì chưa chắc đã có. Và tiếp theo vẫn là đen dâu trắng, giỏ này đang mầm gốc khá là đẹp này. Giỏ này ra hết hoa rồi các bác. Các bác về chơi ví dụ làm giống thôi. Đấy cái mầm của nó này to như này này. Đấy mầm gốc lên rất là nhiều nhá. Mã số 8 180.000 đồng, vẫn là đen dâu 5 cánh trắng họng đỏ này. Rồi tiếp theo vẫn là đen dô 5 cái trắng mã số 10 180.000 đồng. Đấy giỏ này thì còn lụ này, còn lụ và giỏ thì đang lụ đang hoa, thì cái hoa này thì đang tàn rồi, nó lở hàng tháng rồi các bác, thế mới hay. Cái dòng này hoa nó bền thế mà chơi rất là thích. 180.000 đồng. Rồi tiếp theo em nên đặc sản có 102 nhá các bác nhá. Có 102 nhá. Đùi gà hồng nhá các bác nhá. Đấy gà hồng ba thân hoa như này các bác nhá, ba thân hoa, thân này nó bị gập rồi, gập nhưng mà vẫn chơi hoa được, và hai thân tơ đang mầm gốc. Giỏ này các bác nào yêu là 1.800.000 đồng các bác nhá. Đùi gà hồng. Em lên đùi gà tròn Lai Châu này thì mới lở hoa thì rất là bền, mầm gốc chi chít này. 150.000 đồng các bác nhá. Mã số 40, mã số 1 150.000 đồng. Mã số 1 150.000 đồng đùi gà tròn. Hoa thì nó rất là bền, các bác là chơi yên tâm, riêng đùi gà tròn hoa chơi cực đã luôn. Bán tiếp cho các bác giỏ này 150.000 nữa, mã số 50. Mã số 40. Mã số 40 giỏ này mầm gốc chi chít này. Các bác có thể làm giống được nhá. Nhà em bán đang bán với cái giá xả nhá.
Tiếp theo một giỏ này là 350.000 đồng. Thần nó quá nhiều luôn, hoa này, lụ này. Mầm gốc di chít này. Cái này thì tán nó hơi đổ tí, các bác về có thể đưa đứng nó lên tí. 350.000 đồng. Không số. Giỏ đùi gà không số trên dớn thôi nhá. Rồi tiếp theo nên đùi gà lắm canh trang hồng mã trầu đây. Mặt hoa thì bao phê luôn. Bao phê bao đẹp nhá các bác nhá. Giỏ này 8 thân 1 triệu 5. Em đang bán là 1 triệu 800 nghìn đồng các bác nhá. Hôm nay các bác nào yêu 1 triệu 500 nghìn đồng cho đi luôn. Cái đùi gà tròn mã gà mã trầu này thì đang bán trên thị trường là 2 thân. 2 thân là rơi vào 600 nghìn. Vị trí là 300.000 một thân. Thế giỏ này 8 thân 3824 2.4 triệu. Nhưng em đang bán 1.5 triệu nhé các bác nhé. Các bác nào yêu được thì yêu nhá. Tiếp theo cáo Lai Châu này. Bao giờ có cáo Lai Châu em sẽ khoe cho các bác xem nhá. Đặc sản của Lai Châu. Đây là một giỏ cáo phân nhánh các bác nhá. Một giỏ cáo phân nhánh. Hoa bao đẹp luôn. Riêng cáo Lai Châu hoa rất là đẹp luôn. Giỏ cáo phân nhánh này nó rất là, cái dòng này đang phân hai nhánh này. Cái dòng này mà cây nó đã khỏe thì nó ra hoa cực dài luôn. Hoa nó sẽ dài tầm 80 đến 1 mét. Giỏ này đang có lụ đây các bác nhá, đang lụ đây. Đang hai lụ nhá, đang một lụ ở trong này nữa nhá. Đấy. Bao phê chưa? Giỏ này là toàn bộ là cây mẹ con hết, lúc ghép là tách ra để ghép vào bốn xung quanh như này. Đấy, ghép bốn xung quanh như này. 1 triệu 200 nghìn đồng. Cáo phân nhánh 1 triệu 200 nghìn đồng các bác nhá. Tiếp theo em lên nhãn Gia Lai đây. Nhãn tháng 8 Gia Lai này các bác này. Em đếm cây nhá. Giỏ này mã số 15 800 nghìn đồng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. 12 cây các bác nhá. Các bác muốn làm một cái giỏ này 12 cây, vừa to vừa bé, 800 nghìn đồng, mã số 15. Nhãn tháng 4 nhá. Đang bắt đầu lụ rồi. Giỏ nhãn tiếp theo, giỏ này đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cây. 600 nghìn đồng, mã số 16. Nhãn tháng 4. Nhãn rừng đấy các bác nhá, đang bắt đầu có một lụ rồi. Tầm tháng 4 âm lịch cơ mà. Nên là giờ mới là đầu mùa nó chớm. Cái là sớm thì mới nở đâu. Em lên một giỏ này rất là nhiều cây nữa này, toàn lá xếp đẹp nhá. Đôi 4 6 7 cây. 7 cây. Mã số 18 750.000 đồng. Vẫn là nhạn Gia Lai các bác nhá. À nhạn tháng 4. Nhạn tháng 4 Gia Lai. Giỏ này em đang thấy nhú lụ này. Đang thấy nhú lụ này. Tiếp tục em lên cáo Lai Châu tiếp các bác nhá. Vẫn là cáo Lai Châu này các bác này, đặc sản của Lai Châu đang thấy lụ, đang thấy nhú lụ rồi, một lụ này. Hai lụ. Cái này em đang thấy sưng lụ to này. Đang nhú ba lụ rồi. Tạm thời đang nhú ba lụ các bác nhá, cáo Lai Châu. Ba cây như này các bác nhá, 600.000 đồng mã số 20. Cáo Lai Châu. Cáo Lai Châu mà ra hoa thì bao phê luôn các bạn. Giỏ này là một giỏ nguyên bản các bác nhé. Nguyên bản người dân mang về và em đưa vào chậu. Đang có hai lụ các bác nhé. Đây, bản lá thì rất là to. Bản lá siêu to mã số 22. 350.000 đồng. Cái dòng này thì nó sẽ đẻ con nhé các bác nhé. Các bác về phun phun cái duy xanh là nó sẽ đẻ con đấy. Mã số 22 350.000 đồng cáo Lai Châu.
Một giỏ cá tiếp theo. Giỏ này cũng đang có một lụ. Đang có một lụ. Mã số 5 500.000 đồng, cáo Lai Châu, 3 cây như này các bác nhá. Rêu phong phủ kín này. Đấy, nên là các bác biết là độ thuần của nó như nào nhá. Tiếp theo là quế. Quế trắng tháng 8, một loại hoa thì thơm lức. Nói quế thì nói đã thơm rồi, mã số 443 280.000 đồng. Quế trắng tháng 8. Một giỏ quế này. Giỏ này có đôi 45 cây 300.000 đồng. Mã số 6 300.000 đồng. Quế trắng tháng 8. Tiếp theo mà bác đến một chậu quế này, ghép vào lũa và đưa vào chậu. Đôi 45 cây. 250.000 đồng, mã số 43. Quế trắng tháng 8. Tiếp tục em lên một giỏ cáo này. Vẫn là cáo Lai Châu. Chỉ có dòng cáo Lai Châu thì bây giờ nó đã đang lụ các bác nhé. Đang hai lụ. Tạm thời em đang nhìn thấy hai lụ các bác nhé. Mã số 13 550.000 đồng. Cáo Lai Châu các bác nhé. Dòng hoa thì vô cùng đẹp. Tiếp theo mà các bác đến với một số đặc sản của anh em nữa, đó là Giáng Hương Tam Bảo Sắc các bác nhé. Một trụ Tam Bảo Sắc này. Đấy. Đẹp tuyệt vời luôn. Và đã thuần nhá. Đây, trụ giớn đây. 20, 40, hơn 40 sen. Đường kính khoảng 20. Một trụ như này các bác nhá. Trụ này em đang xả với giá là 550.000 đồng các bác nhá. Mã số 10, 550.000 đồng. Tiếp theo một trụ Tam Bảo Sắc nữa, mã số 12. Cũng 550.000 đồng. Một trụ Tam Bảo Sắc này các bác về làm tác phẩm thì tuyệt vời luôn. Nó rất là nhiều cây, khi nó đã buông xuống thì mà nó đã ra hoa lửa làng người thấy luôn. Hoa thì bao thơm. Mã số 12 550.000 đồng. Nó được mệnh danh là quế tháng 4 các bạn. Hoa thì rất là thơm. Tiếp theo một trụ này. Siêu to khổng lồ các bác nhá. Siêu đẹp. Đây ạ, rất to như này. Mặt sau của nó này. Rêu phong này. Đấy, thấy chưa? Mã số 11 đó là 700.000 đồng các bác nhá. 700.000 đồng mã số 11. Em lên các bác một chậu giỏ nhãn An Ba các bác nhá. Nhãn An Ba đang lụ này, đang lụ. Đang hai lụ, cây này hai lụ. Cây này một lụ. Cây này một lũ. Cây này còn mẹ con nữa các bác nhá. Cây này nó đang mẹ con nữa. 3 cây, nó đang đẻ một con nữa là 4. Dòng nhãn An Ba này thì hoa rất là đẹp. Hoa vừa đẹp vừa bền vừa thơm các bác nhá. Của nhãn An Ba này 1.200.000 đồng các bác nhá. 3 cây như thế này. Vâng, vừa rồi thì em đã chia sẻ những giỏ lan qua tại vườn. Các bác quan tâm và yêu thích bên em thì các bác hãy đăng ký kênh và nhấn chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ em. Và bây giờ em xin chào và hẹn gặp lại.